nào về ở đất liền sống với anh không? Không chịu tôi làm gì mày? Có thổ. Nói bao nhiêu dỗ rồi. Trời ơi, bao nhiêu chỗ móc móc trúng bụng nhỏ. Bụng nhỏ. Nếm cả thế gian, một hành trình trải dài dọc theo miền đất nước, khám phá các vùng đất, chinh phục những thử thách. Trải nghiệm văn hóa bản địa đầy thú vị. Cá cỡ này nè mọi người. Thưởng thức những món ngon chân giả độc lạ. Thiệt là ngon quá đi. Cùng nhau nếm. Tất cả có trong chương trình Cùng nhau nếm cả thế gian. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cùng nhau nếm cả thế gian. Vâng, chúng ta sẽ cùng nếm về ẩm thực, về văn hóa, về rất rất nhiều thứ. Và ngày hôm nay trước khi đến với ẩm thực thì Phi có một người bạn, một người anh phải nói là cực kỳ lão luyện trong ngành. À, đây, xin giới thiệu với mọi người, anh Thống. À, anh Thống là ngư dân ở đây đã rất là lâu rồi. Và ngày hôm nay anh Thống sẽ dắt Phi đi câu cá. À, thưa anh, mấy cái mồi này là mình câu cá gì mà mình xài mồi tôm này anh? Đây là mình câu những con cá nó bu lại bè đó, là đủ thứ loại cá như cá nâu, cá ngăn, cá thi, đủ thứ loại cá. Nói chung là cái mồi tôm là thường đa phần là cá gì nó không ăn được hết. Ồ, vậy là sát bờ biển là một cái hạng mục cá khác, còn ra ngoài bè là một cái hạng mục cá khác đúng không? Đúng rồi. À, rồi cái thẻo này, trời ơi, lần đầu tiên tôi gặp một cái thẻo dữ dằn như vậy. Đấy. Cái giường đây á là để chuyên dụng mình giật con cá gì, cá nâu rồi đó, mình cuộn cái mồi ở trên này lại, rồi con cá nó bu vô đây ăn á, thì mình giật lên, thì dưới này nó gài nó sóc. Em lại nghĩ nãy giờ là móc mồi lên đây, không phải vậy. Cuộn ở trên, là cái giường này nó dùng là giật những con cá nó là không có dãy, cá da trơn, cá da trơn nó mới sóc. Đây là chuyên trị mấy em cá mà không có vảy nha mọi người. Cá nâu, cá kình, cá gì rồi đó. Mấy em mà da trơn trơn bóng bóng gặp cái này, à chú sẽ gắn mồi trên đây, đó. Rồi mấy em tới rỉa là chú nhục lên một cái. À, mình có giật để thì mình câu mình giọng. Dạ. Thì vô trong bờ là cá vẫn còn sống. Ủa anh, cái này là lưỡi khác nữa anh. À, lưỡi đây là để câu những con cá như cá nâu có đồ, lưỡi số 6 thôi. Mình câu những con cá bề bề là phải cần cái lưỡi nhỏ. Chứ lưỡi lớn là nó không có sóc được. Ai mà ham ham mà ra lấy cái lưỡi bự câu là cũng chưa có hiệu quả đâu nha. Không có hiệu quả. Gần bè thì nó cũng có những con cá lớn nhưng cá nhỏ thì để có hiệu quả cao nhất là lưỡi số 6 để câu mấy con cá nhỏ nhỏ gần bè trước. Số 6 là câu hết tất cả các loại cá. Và thường em thấy là mấy con cá biển á, ví dụ con cá sông nó cũng 2kg, con cá biển nó cũng 2kg, nhưng mà con cá biển nó khỏe hơn kinh khủng. Đúng. Tuy nó bằng nhau nhưng mà cái lực con cái sức mạnh con cá biển á là nó nặng hơn. Rồi. Thì rất là khỏe. Có bao giờ mình câu mà gãy cần chưa? Chưa giờ gãy cần, chỉ đứt cước thôi. Do nó ăn nó chạy á, thời gian nó chạy nó cạ vô hà trong mấy cái bè á, là mới đứt thôi, chứ còn da cước mình không đứt. À, có nghĩa là nó mà lôi vô trong, nó cạ với lại cái hào thì nó đứt thôi, chứ còn không thì cũng khó. Dân biển có hai hạng mục cá nha các bạn. Một là dân, là những con cá mà đi theo đàn số lượng lớn, là nếu mà vô được là sẽ vô được một đàn của nó luôn. Còn câu thì chúng ta sẽ câu riêng lẻ, nhưng mà chính như cái điều riêng lẻ như vậy nó sẽ làm lên cái điều đặc biệt của cái môn này. Đó là những con cá rất thú vị, rất đặc biệt. Còn về chất lượng thịt thì không cần phải bàn. Ở đây chúng ta chỉ thích về kích cỡ thôi đúng không? Đúng rồi. Còn độ ngon thì độ ngon, khỏi tất nói. Cả mọi con đều ngon. À, ngày hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài bè và thưởng thức những con cá ở khu vực biển ngoài đó. Điều đặc biệt nó sẽ không giống mấy con cá dân trong đây đâu. Cá nục, cá chích gì không thể nào so bì được những loại cá mà chúng tôi vừa liệt kê trong cái đợt đi câu lần này. Hy vọng là chúng ta sẽ có được những cái trải nghiệm giống như của Phi và anh Thống trong ngày hôm nay. À, lên đường thôi, let's go. Phi và anh Thống đang tiến ra bè cá. Ở ngoài đó người ta nuôi
một số loại cá ở trong cái bè đó, nhưng mà tụi tôi sẽ ra ngoài đó câu những cái con cá bơi xung quanh á. Hy vọng là ngày hôm nay sẽ có được nhiều cá. Quá đã. Hồi nãy mình chạy ra đây có 15 phút thôi không? 15 phút á. Mà này là biển im đúng không? Chứ biển động mình ra đây là cũng chừng ngay lai cũ à. Biển động thì đi khoảng 20 phút. Thật ra cái thuyền thúng á, bạn ở trong sát bờ ra nó sẽ đảo rất là nhiều. Nhưng mà khi mà ra xa được chút xíu á thì nó sẽ êm hơn. Nhưng mà êm so với những cái sóng gió thôi, chứ còn mấy người mà lạ lạ mà lên thì là cũng say sóng à. Mà chưa kể say sóng mà còn say bờ nữa. Say bờ. Là từ trên bờ, từ trên đây mà đi xuống dưới bờ là có mấy người đi mà họ không có ba lăng được, đi tới lên tới xuống luôn á. Nhưng mà ra ngoài đây là một cảm giác rất thú vị. Đó, trời ơi, lía khỉa vậy luôn đó hả? Thưa các bạn, đây, đây là con cá nâu. Cá nâu, cá nâu. Cá nâu này em nhớ với miền Tây là nó kho cháy giác gì đó. Là vừa nấu canh được nè, vừa kho được nè. Cá nâu thì ở mình thường là nấu phớt. Phớt hả? Phớt rất là ngon. Phớt là nấu sao anh? Nấu phớt là nấu cà với thơm được thôi. Như kho nhẹ vậy á đúng không? Phớt á, nấu phớt qua thôi, nấu nhẹ nhẹ thôi. Nấu kỹ quá, cá nó mất ngọt hết ngon. Đúng rồi. Ủa anh, cái con cá này là mình câu, cái kinh nghiệm của mình câu con cá này là nó như thế nào anh? Cái tầm nước của nó và mồi màng của nó như thế nào anh? Con cá này thường nó đi nổi nhiều. Nó đi nổi hả? Nó đi nổi mặt nước khoảng cách khoảng 1 mét, 2 mét à. Là chỉ cần lưỡi câu mồi mình tầm đó là lụm thôi. À, trong lúc tụi tôi đang ngồi chuẩn bị máy móc là anh đã làm được một cặp rồi đó nha. Được con cá nâu bự, con cá nâu nhỏ. Con này giống như cá chỉ vàng làm cá khô quá vậy. Cá ngân á. Cá ngân, cá ngân. Đây, cá ngân. Quá trời tươi. Rồi, xuống đây đi, nghỉ ngơi đi em. Ngoài cá nâu, cá ngưng thì mình còn chủ động là kiếm cá thi đá nè, cá hiếu, cá tà ma. Tà ma? Ừ. Quá nhiều cái tên. Nếu không có cá thì cũng không sao, chúng ta có một bè cá bớp. Một lát các bạn sẽ được coi mấy con cá bớp ở đây bự lắm mọi người. Nuôi là phải nuôi ngoài đây nè. Đó, hấp dẫn chưa? Trời ơi, đẹp như trời ơi. Cái này cá thi đá. Đây, bắt cá hai tay. Đây chính là cái câu bắt cá hai tay trong truyền thuyết nè mọi người. Cá thi đá là chiên xù á. Chiên xù ngon lắm, như cá rô ấy. Như cá rô, cá rô, cá nước ngọt á. Cái màu nó nhìn là thấy cũng giống cá rô. Cái dáng của nó cũng giống cá rô rồi đó. Hồi nãy tôi đem cỡ 15 con tôm. Hy vọng đổi về được 15 con cá. 15 con tôm mà nói 15 cá là lỗ. Là lỗ lắm luôn á. Là lỗ lắm luôn á. Nãy giờ anh câu chứ cũng cỡ được 1/8 con tôm rồi đó mọi người. Đây đi em ơi. Nước trong nó ăn khô lắm. Nước mà đục quá nó ăn nó mới màu sắc hơn. Còn nước trong á. Nước trong nó tới nó dĩ. Ba người ta nói đúng mà nước trong quá thì không có cá là vậy đó. Cái này nó giật nó có như cái câu sông là nó nhịp cần mà đúng nhịp không? Nhịp chứ. Nhịp chứ đúng không? Nhịp nó đè nó níu con gái luôn. Cá lớn tới nó kịp níu luôn chứ. Để coi có tài không. Tới đây em, tới đây em. Này, thìa đá hả? Thìa đá thì anh cũng lụm em một cái thôi. Rồi. Bình tĩnh em ơi, bình tĩnh em ơi. Nghe anh yếu em dậy quá anh sợ. Bỏ vô giò nè, miếng rớt. Các bạn ơi, câu cá này đòi hỏi ngoài cái chuyện may mắn nó cần phải có kinh nghiệm nữa nha. Nếu như bạn không có kinh nghiệm thì cá sẽ trở về biển giống như hồi nãy. Tức quá, lỗi em. Hay. Không sao. Mình làm lại một cái nữa thôi. Thì bằng đổ xong đổ biển á. Đổ xong đổ biển.
Thầy, mọi người báo là phải câu sát lòng một chút. Sát lòng một chút thì nhiều cá hơn. Ghê, nước trong tới mức là đứng đây mà thấy luôn nha. Mấy ông nhỏ tới rỉa thấy sợ luôn à, mồi chùa sao mà rỉa dữ mấy ông. Cú lên kiểm tra mồi. Dạ, cũng còn lây ra lát rác. Còn... mấy ông nhỏ mấy ông rỉa quá trời rỉa luôn à. Rồi, đổi mồi thôi. Đây, đây, đây. Hai con. Trời ơi. Ba con. Ôi trời ơi. Tụi mày bị mù hết hay sao mà tới đây đông vậy? Hai cá suốt. Quá đã, quá đã. Trời ơi, con cá này nó bị móc vô bụng. Đây là lần thứ hai tôi giật con cá mà nó giật vô bụng kiểu này rồi nha mọi người. Có nghĩa là con cá này nó xui lắm rồi. Nó tới số rồi. Trời ơi, bao nhiêu chỗ móc móc trúng bụng nhỏ. Bụng nhỏ. Có nghĩa là con cá này nó xui lắm rồi. Nó tới số rồi. Có mấy người chỉ nên mua cá và ăn thôi nha. Đừng có đi câu vì tội người ta. Nãy giờ tôi sảy cũng hai con rồi. Nãy giờ không được cá bóp nữa hên. Không. Không sao đâu. Nếu mà không câu được cá bóp thì em có bọc cái bóp ở đây. Nếu không có cá bóp thì mình cứ mua một con. Ôi, nó bự chưa kìa. Nãy giờ phi câu được một vài con cá nâu. Miếng cá nhỏ nhỏ rồi, cá nâu rồi rất nhiều. Nhưng mà nó nhỏ quá. Cho nên tôi vẫn khao khát có được một cái tô canh chua cá bóp hay là cá bóp kho gì đó. Và các bạn thấy không? Đây, đây là kiểu nuôi của người dân ngoài biển. Họ sẽ nuôi cá bóp trên những cái bè như thế này cho ăn trong điều kiện tự nhiên và thu hoạch. Mấy con cá này tầm bao nhiêu ký anh? 4-5 ký lồng này đúng không? Tầm 4-5 ký là khối lượng của cái lồng này nha. Còn bên kia nó sẽ nhỏ hơn một chút. Chắc là em làm con 4-5 ký gì quá anh. Đàn em cũng khá đông. Chắc mình dớp một con đi hả? Cái da của nó các bạn, nó láng giống như là da của con cá nhám, nhưng cái mập nó láng vậy. Rất đã, không có gai, không có gì hết. Đây. Em nào về ở đất liền sống với anh rồi. Không chịu thôi làm ghê mày. Có thụ. Wow. Canh chua cá bóp nè, cá kho nè, chiên nè, rất nhiều những cách chế biến. Cá này thì chỉ cần làm lên là nó ngon sẵn rồi, không cần phải thêm cái gì nữa đâu. Còn ngoài ra nha, mấy con cá nâu nhỏ nhỏ nãy câu á cũng có thể kho nè, cũng có thể nấu canh, cũng có thể chiên giòn, rất nhiều. Và lát nữa chúng ta sẽ được trải nghiệm ẩm thực của vùng biển này cùng với những chú cá này. Hấp dẫn vô cùng. Quá tuyệt vời với những trải nghiệm tại bè cá. Bây giờ tôi sẽ tuyển lựa một em thiệt là xuất sắc để dành cho bữa trưa nè. Con nào tầm 4 ký hả? Đúng 5 ký hả? Đầu anh bắt chưa? Con này bắt nè. Con này là mấy ký anh? 4 ký. Cái gì? 4 ký rưỡi. Con này là tầm 4 ký rưỡi mà nó bự vậy rồi đó hả? Sao? Con này ok mọi người? Ok. Ê, quá dữ. Trời, ngon lành.
một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Nếu như mà chúng ta chỉ vô mua cá để ăn thôi thì nó chỉ ngon được tầm 7 phần. Còn 3 phần còn lại á, thật sự nha, chúng ta phải trải nghiệm những cái cảm giác này thì cái bữa ăn chúng ta mới cảm thấy thú vị được. Và ngày hôm nay Phi rất may mắn khi được cùng với anh Thống ra bè cá, câu cá nè. Đây là thu hoạch câu được nè. Cá nâu, cá dìa. Ngoài ra thì Phi còn mua thêm một con cá bóp nữa, tại vì con cá nó mới đủ cho cả ekip ăn. Vậy là buổi trưa ngày hôm nay sẽ có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều cá. Ok, lên đường, về bến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cùng Nhau Nếm Cả Thế Gian. Và ngày hôm nay Phi với anh Thống đã thu hoạch được khá là nhiều cá. Cá bóp nè, cá nâu, cá gì rồi rất là nhiều loại cá. Với mấy con cá này thì mình sẽ làm món gì đây anh? Ừ, mấy con cá này thì mình thành vả mình câu vô được á. Thì cá này chiên xù chấm bánh me rất ngon. Chiên xù chấm bánh me. Còn cá nâu này kho hay là nấu canh à? Chiên xù luôn. Chiên xù luôn. Chiên xù luôn. Còn cái ông bự này? Có con cá bóp lớn này thì mình nấu hai món, món canh chua với món cá kho là hợp lý. À, là đủ ba món rồi. Đủ ba món, đủ cái món ăn dân dã của một cái bữa cơm trưa bình thường đúng không anh? Rồi để anh Thống dắt Phi với mấy tất cả mấy anh em lên nhà cô Sáu Sang cười bên làng chài, rồi mình sẽ nấu dân dã thôi. Nấu lửa củi, lửa than gì đó là rất là ngon. Nghe là hấp dẫn rồi đó. Ok, nào cùng nhau nếm cả thế gian thế nào, lên đường. Trời ơi, sao hay sao? Sao cứu con thì sao? Giờ cá mú con nhiều quá mà con không biết nấu nướng gì á. Sao không giúp con cái này chứ mới tiêu con Sáu ơi. Con thích ăn thử cái kiểu mà nêm nếm gia vị, cách nấu nướng dân dã của cái vùng mình đó con. Thì với cái số cá này mình sẽ làm gì đây cô? Cá đây thì mình nấu lấy cái đầu, lấy bụng, lấy khớp đuôi. Mình nấu chua. Nấu chua ở đây thì có hành ý, ngũ, cà, me, thơm. Ngoài đây là canh chua là thường mình nấu vậy. Còn nấu ngót gì đâu, cá này đâu có nấu ngót được. Không, cá này không nấu ngót được. Dạ. Vậy chỉ có nấu lẩu, nấu chua, nấu chiên. Lẩu chua nè. Rồi mình làm cái cá kho chứ ha. Dạ. Còn mấy con cá nâu với lại cá này là mình... Cái này mình chiên giòn luôn. Chiên giòn là hợp lý nhất. Chiên giòn. Mình làm miếng bánh me của hả? Đúng rồi. Quá đã. Trời đất ơi, đúng như anh em mình tính luôn ha anh Thống. Nói nghe chạy nước miếng. Rồi em nghe là... Đã vậy em vô còn thấy cái bếp củi nữa, trời ơi, cơm mà nấu bếp củi nó cũng dã man hơn bình thường nữa nha mọi người. Wow, như vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ được nếm nè, canh chua cá bóp, rồi cá nâu chiên giòn, ngoài ra chúng ta còn có cá bóp kho. Hy vọng là chúng ta sẽ có một bữa trưa thật tuyệt vời với những hương vị dân dã của vùng biển này. Quá đã, cảm ơn Sáu, giờ mình làm thôi nha, Sáu cần phụ gì kêu con nha. Rồi, ok. Người chuyên nghiệp chỉ cần mấy dao là mình thấy có sự khác biệt liền không các bạn. Cứa như vậy rồi chặt vô để cho nó vô tới cái xương luôn các bạn, nó tách ra từng khứa một luôn á. Cái này là chiên hay là kho cô? Không, cái này kho nhưng mà em bỏ vô em chiên cái bì mặt cái cho nó vàng vàng rồi xong bỏ vô kho. Cho nó xăng. Mình chiên sơ một cái. Cho nó ráo lại rồi xong mình mới kho để nó ngon hơn. Ồ, quá đã. Giờ cô mới hiểu. Rồi anh hành ớt nấu chua nữa. Mình đã quá. Đẳng cấp của kho cá đây. Nước màu. Đó là thắng bằng gì hả cô? Đường. Đường hả cô? Nước bụng ơi. Thơm ghê mới chiên. Không phải, lộn. Mùi của cái nồi cá kho. Lộn. Thử mới chiên mà có mùi rồi. Ok.
còn chịu nấu như tụi con này thì cũng mừng mình chết luôn. Cà cho nó ra cái chắc, cà màu cho nó đẹp. Rồi xong bắt đầu mình mua rau tơ, cải rồi đó. Mình muốn ăn rau gì đó mình ăn, mình bỏ lẩu. Con thì làm mấy món này con là không thèm lẩu. Rồi con nhìn mấy cái này con lại thèm một cái tô cơm. À, cho nên con mới muốn vậy đó chứ. Mình đi quay nhiều quá rồi mình ăn cơm ở hoài rồi con nó ngán. Đúng rồi, ăn bữa giờ nó thèm cơm như chết luôn á. Đi xa mà nhớ nhà mà thèm cơm luôn á. Nhà gốc của ở Long Hải, rồi con lên thành phố Hồ Chí Minh ở thằng sinh ở trên đó. Bởi vậy con thèm ăn cái vị dưới biển này lắm. Dưới đây là kiểu là cá ngon là thấy là 80% là ngon rồi đúng không cô? Còn mấy cái nấu nướng là chỉ thêm thắt chút phụ gia được thôi. Lần đầu lạ sao quen ha. Lâu lâu Phi có quay ở đâu rồi ký về nhà cô chơi. Trời, con mà đi xuống khu này mà con có cá là con tạt qua cô ăn cơm tối với cô luôn. Cô với chú ở đây với con thích cái bếp quá. Xã nhà ông hiền lắm. Bữa đầu thấy tưởng chú khó, chú nằm giọng tưởng chú khó. Xong bữa nay đồng người vô phụ nè. Chú nói mới thấy ông hiền á. Thôi ôi, quá đã thơm chưa kìa. À. Dạ, khi đưa cô lên nêm thử nó có chua. Dạ đây, cô nêm thử. Quá đã. Quá đẻ. Thực ra người châu Á nấu ăn con thấy lạ lắm. Người châu Âu á cô, họ nấu họ phải có công thức nha. Họ có công thức này, công thức nọ. Còn người châu Á mình là cứ nêm thoải mái đi, cứ đổ nước mắm cho đến khi nào mà tổ tiên kêu dừng lại là dừng. Thêm miếng mắm miếng muối chừng nào mà ơn trên kêu ơn ăn ngon rồi nha là dừng. Nó một có một cái cảm giác đúng không cô? Chứ giờ cô nấu cô cũng đâu có nêm theo kiểu là ước lượng đồ đó đúng không cô? Đúng rồi. Mình chỉ là mình nêm cảm giác ngon đủ rồi. Đẹp là lắm. À, okay. Rồi, xong, ăn chưa thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nếm tất cả những món mà cô làm. À, rồi. À, có cá chiên nè, à, cá kho nè, rồi canh chua, cá bớp. Rất cảm ơn cô, ngày hôm nay cô đã mất thời gian buổi trưa nóng nực nè. Vô làm bếp than, chiên cá, nấu đồ ăn cho tụi con. Chưa ăn mà con thấy ngon rồi đó cô. Cảm ơn à. Con. Dạ rồi, còn anh Thống thì em cảm ơn anh Thống. Sáng giờ nhà có anh mà mới có cá mắm này mà đem về chứ đúng không? Rồi, còn chú thì cũng cảm ơn chú. Cảm ơn chú đã chăm sóc cô cho tới bây giờ. Để con tới rồi con nhờ cô nấu nướng đồ này nọ. À, một cái bữa cơm trưa theo kiểu người dân miền biển như thế này thì nó sẽ không giống như trong nhà hàng đâu các bạn. Nó không được bày trí một cách đẹp đẽ, có một cọng hoa, rau hay gì đó làm cho nó trở nên đặc sắc đâu. À, nó chỉ chất từ trong cái chất lượng á. Con cá này, con cá thứ nhất là chất lượng rồi nè. Rồi cách nêm nếm gia vị nấu nướng và quan trọng toàn bộ những món ăn này đều được nấu bằng bếp củi. À, cái cách nấu bằng bếp củi nó tạo một cái hương vị cực kỳ độc đáo và tuyệt vời, đậm đà cho những cái món chiên nè, kho nè, canh nè, kể cả cơm nấu bằng bếp củi cũng ngon bình thường nè các bạn. Và hy vọng là các bạn cũng sẽ có được những trải nghiệm thật tuyệt vời giống như Phi ở những cái vùng biển như thế này. À, quá tuyệt vời, chất chất và chất lượng luôn á. Thôi, bây giờ mình cùng nhau ăn cơm qua. Dạ, xin mời mọi người. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau nếm cả thế gian. Ha, ăn thôi. Dạ, cảm ơn cô chú. Rồi, cũng là cá kho ha. Nhưng mà kho ở nhà nó khác, kho ở ngoài tiệm nó khác. Cảm giác rất tuyệt vời luôn, ăn mà cảm giác con bị nhớ quê luôn á. Nó như nhà con, bà ngoại con mà nấu cho con ăn cũng nấu kiểu này rồi. Cho nên nãy con thấy cái mùi là con thấy nhớ nhà rồi đó. Quá đã. Cảm ơn cô chú rất nhiều, rất nhiều luôn. Đây, cá bớp kho. Cá 4kg ngoài biển đó mọi người. Có dùng cá kho đó, cho miếng xò chua nữa nè. Lại còn có vụ này nữa hả? Xoài chua. Vậy thật ra em nghĩ là nếu như mà mình ra tiệm mình mua cái này thì nó cũng ngon đó, nhưng mà cái công sức mình sáng giờ mình đi câu, mình bắt, mình đi về rồi mình hụi
giúp này nọ cái thứ. À, mình thấy nó còn ngon gấp đôi hơn nữa. Còn nghĩ cái việc làm, cái chuẩn bị của mình nó mới làm cho cái món ăn hấp dẫn vô cùng nữa.